không phải Mũi Trường Long, Hậu Hoàng, Khánh Vân mới là couple đích thực từ sau nhập ngũ ra đến đời thật. Còn gì tuyệt vời hơn khi có cô bạn thân hợp cả, hợp luôn cả gu ăn mặc nữa chứ. Lựa đầm thử váy, có cái gì khó thì đều có cô bạn quân sư. Chính vì lẽ đó, thi thoảng nhìn vào tủ quần áo cứ một lô một lốc nhưng chẳng thể thiếu đồ đôi, đồ cặp của cả hai đứa. Hậu Hoàng, Khánh Vân là hai cái tên đang nhận được nhiều sự quan tâm từ đông đảo mọi người sau chương trình Sao Nhập Ngũ 2020. Mới đây chỉ mới nói chuyện ăn mặc thôi, Khánh Vân cũng đã lên tiếng củng cố thêm về tình bạn thân thiết với nàng YouTuber. Theo đó, trên story Instagram, Khánh Vân đã có re-up lại story của Hậu Hoàng khi nàng YouTuber có khoe rằng cả hai cùng đang đội mũ đôi. Thế nhưng sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như Trà Long cũng mắc biết, không biết kèm thêm dòng caption: "Hồi tao có người yêu, tao còn không có nhiều đồ đôi bằng tao với mày luôn á." Có thể nói tình bạn của Khánh Vân và Hậu Hoàng vẫn luôn được bảo chứng khi cả hai vẫn thường xuyên đăng ảnh cùng nhau lên mạng xã hội. Nào là tình thương mến thương cho đến những bức ảnh cực dìm nhau. Đơn cử như bài post album ảnh không sợ xấu mới nhất của Khánh Vân lên Instagram. Cô viết: "Định lấy chồng không?" và tag tên của Hậu Hoàng: "Tao không, đợi mày giàu, nuôi tao, ở với mày, vui." Trong Sao Nhập Ngũ 2020, Khánh Vân, Hậu Hoàng được biết là đôi bạn cùng sinh năm 1995 và đã quen biết từ trước. Cả hai luôn dính lấy nhau từ việc nắm chặt tay nhau cùng lên xe, ngồi cạnh nhau đến chia sẻ đồ dùng cá nhân khi bị bắt hạn chế đồ dùng. Theo Khánh Vân chia sẻ, cô là người đề xuất Hậu Hoàng với ekip của Sao Nhập Ngũ 2020 và cuối cùng cũng đã thành công rủ rê cô bạn thân của mình cùng làm bộ đội. Vậy thì lý do khiến Khánh Vân đồng ý tham gia Sao Nhập Ngũ 2020 là gì? Không phải vì cá xê, cũng không phải vì muốn làm mới hình tượng của mình. Khánh Vân chia sẻ, bản thân cô nàng cũng muốn thử thách và Sao Nhập Ngũ 2020 lại chính là một chương trình vô vàn những thử thách cam go, khó khăn như thế.